Theo thông tin ban đầu, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, một người thợ hồ tới sửa sang lại dãy trọ nằm trên đường số 38, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, thì thấy phòng của ông Trí khóa trái. Nhìn qua cửa sổ thì thấy ông Trí nằm ngủ, nhưng gọi thì không thấy ông thức dậy. Người này liền lấy thanh gỗ gạt tay ông Trí, thì tá hỏa khi phát hiện ông này đã chết nên trình báo. Nhận tin báo, cơ quan công an có mặt lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường. Được biết, ông Trí thuê nhà trọ ở đây sống một mình đã nhiều năm, lâu nay sức khỏe vẫn bình thường. Tới chiều ngày 13 tháng 6, công tác khám nghiệm tử thi đã hoàn tất. Thi thể ông Trí đã được bàn giao cho gia đình mang về lo hậu sự.